Ngôi nhà cũ, sập sệ và đổ nát, ở cuối con phố cuối cùng của thị trấn. Đó là kiểu nhà mà bọn trẻ chia sẻ những câu chuyện và cảnh báo nhau tránh xa. Thậm chí không có bất kỳ hình vẽ bậy nào trên đó. Cực hiếm với một ngôi nhà bị bỏ hoang ở thị trấn này. Nhưng không ai đủ can đảm đến gần nó và liều mạng, nếu tin đồn về lịch sử của nó là thật. Một chiếc xe tải màu đen chứa 4 người đàn ông chạy dọc theo con đường bên ngoài ngôi nhà. Một số người họ đã bị trù mặt, dây buộc cắt vào da cổ tay của anh ấy. Anh ta đang rời một quán bar trong thị trấn thì đột nhiên anh ta thấy nòng súng của một khẩu súng lục bán tự động 9mm đang chĩa thẳng vào mắt anh ta, được một người đàn ông đang rất sẵn sàng để bóp cò. Hai người đàn ông khác sau đó đã xuất hiện từ bóng tối sau lưng anh ta. Có một cảm giác thoáng qua như kim loại lạnh buốt trên da khi hai ngạnh kim loại của khẩu súng bắn điện vào cổ của người đàn ông. Có thể anh sau đó bắt đầu co giật khi dòng điện 50.000V chạy qua cơ thể. Và cuối cùng, khi anh ta có thể mở mắt trở lại, chỉ còn lại bóng tối. Cửa sau của chiếc xe van mở ra và người đàn ông bất hạnh bị hai kẻ bắn sự anh ta kéo ra ngoài. Người lái xe tham gia để giúp kéo người đàn ông xuống con đường dài đầy sỏi lên đến cửa trước của ngôi nhà bỏ hoang. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta đưa ra bất kỳ lý do nào mà anh ta nghĩ có thể cứu được mình. Làm ơn, tôi chỉ cần thêm chút thời gian. Tôi có thể nhận được tiền. Tôi thề, tôi có một công việc khác đang chờ. Thật đấy, tôi bắt đầu vào thứ hai. Thêm một thời gian nữa thôi, tôi cầu xin anh. Tất cả những gì anh ta nhận được là sự im lặng khi anh ta được đưa vào ngôi nhà cũ. Không có lời cầu xin nào họ chưa từng nghe thấy. Họ đã học cách gạt nó ra và hoàn thành công việc. Click click. Ba người đàn ông bật đèn pin của họ. Điện đã không được bật trong ngôi nhà không có người trong nhiều năm. Giờ đây, đó là lãnh địa của chuột, rắn và nhện. Bằng chứng duy nhất về sự sống là mạng nhện ở mọi góc ngách và âm thanh leng keng yếu ớt của thứ gì đó phát ra từ phía sau bức tường mỏng. Lý do duy nhất khiến mọi người chọn đến đây là khi bạn cần làm điều gì đó trong bóng tối. Đó chính xác là những gì họ cần làm. Những người đàn ông mặc vest thả người đàn ông đang khóc lóc xuống đất. Anh ta một lần nữa cố gắng cầu xin họ và nhận được một cú đá mạnh vào bụng. Nó đánh bật hơi thở của người đàn ông và khiến anh ta bị khò khè, không còn khả năng nói. Một trong số họ cuối cùng cũng kéo được chiếc túi đen ra khỏi đầu. Mũi anh ta chảy máu, đôi mắt của anh ta có đôi phần u ám và sợ hãi, giống như anh ta chỉ vừa hiểu được hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, những gì anh ấy hiểu, đó là ngày càng ít khả năng anh ấy sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Ba người đàn ông nhìn xuống thân hình thảm hại đang co ro trên sàn. Không ai trong số họ thực sự muốn ở đây, nhưng đây là công việc mà họ được trả tiền để làm. Tuy nhiên, họ không biết rằng họ không phải là những người duy nhất đang xem. Ở một nơi nào đó trong bóng tối là một ai đó khác, người đang quan sát họ với một sự tò mò, gần như thích thú. Trong bóng tối của ngôi nhà, một trong những người đàn ông tự hỏi liệu có thể bị ma ám hay không. Người đàn ông cầm súng cười lớn và khi anh ta chuẩn bị bóp cò, anh ta nói rằng sắp có thêm một con ma nữa ở đây. Nhưng khi anh ta định bóp cò và chấm dứt nỗi hoảng sợ của người đàn ông kia, anh ta đột nhiên nghe thấy điều gì đó khiến anh ta dừng lại. Một cái gì đó từ phía trên họ, trên lầu. Anh ta đang tưởng tượng ra nó, hay những hạt bụi đó đang từ trần nhà trôi xuống kèm theo tiếng bước chân. Tất cả những gì người đàn ông đều nghe thấy rõ ràng và cả ba nhìn xung quanh, chiếu đèn pin của họ vào góc tối của căn phòng. Người đang giữ người đàn ông bằng súng ra hiệu cho một trong những người khác đi lên kiểm tra tầng trên. Có vẻ như anh ta muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài chuyện đó. Nhưng khi người đàn ông cầm súng, người rõ ràng là người đứng đầu quay lại và chĩa súng vào anh ta. Người đàn ông kia cuối cùng thừa nhận rằng anh ta sẽ phải đi kiểm tra nó. Anh ta rút một khẩu súng từ trong túi ra và bắt đầu đi lên cầu thang ọp hẹp tầng 2 của ngôi nhà. Tâm trí của tên cầm đầu vẫn hướng về bất cứ điều gì ở tầng trên. Gã ngu ngốc kia đã cố lấp đầy đầu anh ta bằng tất cả những câu chuyện ma ngốc nghếch đó. Nhưng anh ta biết, trong sâu thẳm, nó có thể chỉ là một con raccoon hoặc một cái gì đó. Khi gã tài xế đảm bảo không có nhân chứng nào khác, anh ta sẽ hoàn thành công việc và tất cả họ có thể ra khỏi chỗ đáng sợ này. Anh ta gọi người lái xe và hỏi anh ta xem anh ta có nhìn thấy gì trên đó không. Không có gì, anh ta gọi xuống. Tôi nghĩ chúng ta đã... Lời nói của anh ta bị cắt ngang bởi tiếng hét đột ngột của chính anh ta. Có hai tiếng súng, sau đó là một tiếng đập mạnh khi một thứ gì đó nặng rơi xuống đất. Hai người đàn ông, cả hai đều đang cầm súng, cúi xuống trong tư thế phòng thủ. Họ lại gọi, hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều họ nhận được chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Mọi người cảnh giác cao độ, ngay cả người đàn ông bị trói bây giờ còn sợ thứ trên lầu hơn cả sợ những người đã đưa anh ta đến đây. Không ai dám di chuyển, vì sau những phút yên lặng, tiếng bước chân lại tiếp tục trên lầu. Gã cầm đầu lại gọi, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vẫn không có hồi âm,
Chỉ cần thêm bước chân, họ theo dõi âm thanh từ tầng phía trên đến cầu thang, sau đó lắng nghe khi các bậc thang bắt đầu kêu cót két lần nữa. Đôi mắt của họ lướt nhìn nhưng không có gì. Họ có đang phát điên không? Hai người nhìn nhau hoảng sợ, như muốn nói chúng ta phải làm gì bây giờ, nhưng cả hai đều không có câu trả lời. Một tiếng thì thầm đột nhiên vang lên xuyên qua bầu không khí ngột ngạt của ngôi nhà, với âm thanh giống như một giọng nữ. Nó cất lên: các người đang làm gì trong nhà tôi? Một tên hoảng loạn bắt đầu bắn điên cuồng vào bóng tối. Người bị bắt và kẻ cầm đầu đều sụp xuống sàn nhà khi đạn bay trong không khí xuyên qua những bức tường gỗ cũ kỹ, khiến lũ gián chạy tán loạn. Chẳng bao lâu, những viên đạn đã biến mất, thay vào đó chỉ là những tiếng click click yếu ớt của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Anh ta nghĩ. Nơi này thực sự bị ma ám. Trước khi một ý nghĩ sợ hãi khác có thể xuất hiện trong đầu anh ta, một ngọn đèn từ trong bóng tối bay tới chỗ anh ta, vỡ tan thành những mảnh trên da, trên mặt anh ta. Tiếp theo là một cuốn sách, đó là một chiếc điện thoại cũ, nặng, và sau đó là một cục gạch cũ đầy bụi bặm đập vào mặt của anh ta với một tiếng kêu lớn. Anh ta khuỵu xuống, chảy máu từ cả hai lỗ mũi và từ vết cắt ở trên trán. Trước khi gục mặt xuống sàn, có lẽ đã không thể ngồi dậy. Bây giờ chỉ còn lại gã cầm đầu và tù nhân của anh ta. Cả hai đều bối rối, vừa sợ hãi, vừa dường như bị bao vây bởi một kẻ chống đối. Đột nhiên, gã cầm đầu cảm thấy một hơi thở nóng trên cổ của mình và một lời thì thầm ngay bên tai của mình: người không nên đến đây. Anh ta quay lại, hét lên và bắn vào bóng tối. Không có gì. Một tiếng cười khúc khích lạnh lùng, nhỏ nhoi đột nhiên vang lên xung quanh anh ta. Nó ở khắp mọi nơi và không ở đâu cả. Anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chúng đến từ đâu? Chúng đang đồng thời tiến xa hơn và gần hơn. Một nắm đấm vô hình va vào quai hàm của anh ta, mạnh hơn mọi nắm đấm mà anh ta phải nhận trong nhiều năm. Anh ta loạng choạng nhìn xung quanh để tìm kẻ tấn công, thở hổn hển như một võ sĩ đang đánh trên võ đài vào hiệp cuối. Nhưng không có gì ở đó. Không có gì. Sầm! Nó đánh vào phía trên của khuôn mặt anh ta. Một tiếng cười khúc khích khác từ trong bóng tối. Anh ta nhổ chiếc răng ra. Khi miệng chảy máu, không biết phải làm gì khác, anh ta mở rộng cánh tay của mình và bắn một cách tuyệt vọng. Có lẽ anh ấy sẽ gặp may, hoặc có thể không. Một lực cuốn quanh cánh tay mở rộng của anh ta và kéo nó lên với một áp lực lớn. Đột ngột, nó chụp ngay trước khi anh ta có cơ hội hét lên. Cánh tay bẻ ngược ở khớp, anh ta hét lên một tiếng đau đớn khi thả xuống xuống đất. Nhưng tiếng hét đó đã bị cắt đứt khi anh ta bị một cú đấm vào ngực. Anh ta phun ra một ngụm máu nhỏ như xương, đọng lại thành hình của khuôn mặt của một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Cười toe toét, nỗi kinh hoàng và nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. Đầu óc của anh ta quay cuồng và ngất đi vì hoảng sợ. Gục xuống đất, áo khoác của anh ta mở ra, khi những con tay vô hình lấy một chiếc khăn từ túi bên trong và lau máu trên khuôn mặt đang lơ lửng kia, chỉ để lại chiếc khăn tay đẫm máu đang bay. Người đàn ông trên mặt đất, người được đưa đến đây trái với ý muốn của mình, kinh ngạc không nói lên lời. Khi chiếc khăn tay rơi xuống đất, tất cả những gì anh ta có thể làm là nhìn chăm chăm kinh ngạc khi cánh tay của gã đứng đầu mềm nhũn vươn lên, chiếc đồng hồ vàng quanh cổ anh ta tự bung ra và bay lơ lửng trong không khí, và sau đó với một tiếng nuốt biến mất hoàn toàn. Bước chân lạch cạch trên mặt đất, mở cửa ra rồi đóng lại, để lại người đàn ông kinh hãi trong im lặng, nằm trên sàn giữa hai cây xác. Sau một thời gian, cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để đứng lên. Anh ta lo lắng đi về phía trước cửa và mở nó ra. Không có ai ở bên ngoài. Dù sao thì anh ta cũng chẳng có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vừa hạ gục nhóm đàn ông. Với một cái nhìn cuối cùng trở lại ngôi nhà tối, anh ta bước ra và đóng cánh cửa sau lưng. Anh ấy tự do, và dù anh ấy có cố gắng đến đâu, anh ấy cũng sẽ không bao giờ hiểu được bản chất thực sự của bóng ma vô hình vừa cứu mạng anh ấy. Dù không ai trong số những người đàn ông này biết những gì họ gặp phải đêm đó, tổ chức SCP chắc chắn biết, bởi vì đây là loại thủ đoạn mà bạn có thể mong đợi từ SCP-347, còn được biết đến với biệt danh hơi rõ ràng là người phụ nữ vô hình. Nhưng cô ấy có một cái tên khác, tự chọn của chính mình: Claudia. Các nhân viên của tổ chức hiện không chắc chắn liệu đây có phải là tên thật của thực thể SCP-347 hay không, hay là một bút danh liên quan đến Claude Rains, nam diễn viên người Anh đã đóng vai tiến sĩ Jack Griffin trong bộ phim năm 1933, Người Vô Hình. Tất nhiên, không có gì thực sự như nó có vẻ khi nói đến dị thường này. Thật dễ dàng khi nói rằng mọi thứ còn hơn vẻ bề ngoài, khi bề ngoài là không có gì cả. Claudia, tôi sẽ đề cập đến cô ấy bằng cái tên này vì sự tôn trọng, tự lựa chọn của cô ấy, cũng như để cho đơn giản. Cao 1m64 và nặng 55kg. Và đó thực sự là tất cả những gì được biết đến chắc chắn về cô ấy, bởi vì đặc điểm bất thường chính của cô ấy tất nhiên là hoàn toàn vô hình. Mặc dù cô ấy có vẻ vẫn có bộ phận như một người bình thường, nhưng tất cả các bộ phận trên cơ thể cô ấy bao gồm máu và tóc sẽ vẫn vô hình,
ngay cả khi bị loại bỏ khỏi cơ thể. Có vẻ như chỉ có bọt nước và chất thải cơ thể mới có thể nhìn thấy được khi tách khỏi cơ thể của cô ấy. Như một số nhân viên cấp D bất mãn làm công việc đã nhận thức được, Claudia có thể nhìn bằng một cách thức dị thường. Vì ở người bình thường, các tế bào hình nón và hình que của mắt phải nhìn thấy được thì chúng mới thu nhận được ánh sáng, từ đó mới có thể nhìn. Nghiên cứu đã được tiến hành để biết chính xác điều này xảy ra như thế nào, cũng như những gì nó có thể cung cấp cho công nghệ tàng hình chủ động. Theo mô tả riêng của cô ấy, do tính cách láu cá và xảo quyệt, ta không thể tin hoàn toàn Claudia là một phụ nữ lai nhiều sắc tộc trong độ tuổi từ 19 đến 25 với đôi mắt nâu và mái tóc đen gợn sóng. Cô ấy dường như không có đặc điểm dị thường nào ngoài khả năng tàng hình, không có sức mạnh hay tốc độ, không có khả năng bay. Tuy nhiên, những gì cô ấy có là một bộ kỹ năng rất đặc biệt, những kỹ năng khiến cô ấy trở thành cơn ác mộng với bất kỳ ai muốn giữ cô ấy bằng các ổ khóa, chẳng hạn như tổ chức SCP. Tổ chức nhanh chóng biết được rằng Claudia là một tay vượt ngục và thâm nhập hoàn hảo với kỹ năng mở khóa của một tên trộm kỳ cựu. Cô ấy có thể di chuyển với rất ít tiếng ồn, điều này bổ sung hoàn hảo cho lợi thế tàng hình tự nhiên của cô ấy, cho phép cô ấy ra vào các khu vực an ninh một cách dễ dàng. Đây là những kỹ năng mà cô ấy đã phát triển không chỉ để tồn tại mà còn để hỗ trợ những tình trạng tâm lý nhất định mà cô ấy mắc phải. Trong khi các nhà tâm lý học của tổ chức đã đặt ra một số tình trạng tinh thần có thể ảnh hưởng đến Claudia, hai giả thuyết nổi bật hơn cả là kleptomania và pica. Claudia dường như bị buộc phải ăn cắp như một loại bệnh tâm lý. Việc vô hình chung khiến cô ấy trở thành một tên trộm hoàn hảo. Tuy nhiên, khi cô ấy đã có được món đồ mà mình mong muốn, món đồ đó bay lơ lửng trong không khí có khả năng thu hút sự chú ý không mong muốn. Đó là nơi mà thói quen kỳ lạ thứ hai của cô thể hiện. Pica là một chứng rối loạn ăn uống khiến người mắc phải tiêu thụ những thứ không phải là thực phẩm, đôi khi gây tổn hại cho bản thân trong quá trình này. Claudia đã hình thành thói quen không lành mạnh là nuốt một số món đồ nhỏ mà cô ấy đánh cắp, khiến chúng dường như biến mất cho đến khi cô nôn ngược lại những món đồ đó. Khi được phỏng vấn về vấn đề này, Claudia nói rằng cô ấy có ý tưởng từ việc xem Steve Starr biểu diễn trên một chương trình truyền hình đêm khuya. Starr là một nghệ sĩ biểu diễn người Scotland nổi tiếng với khả năng nuốt và trào ngược các vật phẩm. Mặc dù khả năng của Starr không đủ xếp vào khả năng dị thường của tổ chức, trước khi bị đưa vào quản thúc, Claudia thích những ngôi nhà bị bỏ hoang. Ngôi nhà nơi được vụ tổ chức cuối cùng đã phát hiện ra cô ấy là một ngôi nhà có lịch sử lâu đời về các hoạt động ma ám. Theo tiêu chuẩn, trong những trường hợp nghi ngờ hiện tượng kỳ lạ, tổ chức đã đến với máy ảnh hồng ngoại cho phép họ nhanh chóng phát hiện hình dạng người của Claudia và di chuyển đến để bắt cô ấy. Nếu không có lợi thế về khả năng tàng hình, cô ấy không có cơ hội trốn tránh hoặc đánh bại các nhân viên tổ chức đã được huấn luyện trong chiến đấu. Rất may, mọi chuyện không cần đến mức đó. Và sau một thời gian cân nhắc ngắn ngủi, Claudia đã tự nguyện đầu thú tổ chức để đổi lấy chỗ ở và những bữa ăn. Cả hai thứ sẽ được cung cấp cho cô ấy trong khu quản thúc. Người ta tin rằng cô ấy thực sự là người vô gia cư trong nhiều năm và đã kiếm sống bằng mọi cách có thể trước đó. Cô từ chối trực tiếp thảo luận về quá khứ của mình, mặc dù một chuỗi dài các hoạt động ma quái trong khu vực và ít nhất hai cái chết có liên quan đến các hoạt động của cô không thể được nhìn thấy trong nhiều năm. Cuộc đời của cô ấy đã gây ra một tổn hại không thể chối cãi. Đối với Claudia, sự cô lập dẫn đến bất ổn và thậm chí bùng phát bạo lực. Rất may, cô ấy đã phản ứng tốt với sự điều trị từ các cố vấn của tổ chức và bác sĩ tâm thần. Điều này đã làm giảm đáng kể tần suất của những đợt bùng phát bạo lực này. Khi cô ấy phục hồi từ quá khứ đau buồn của mình, cô hy vọng rằng Claudia thậm chí có thể bắt đầu hồi phục hoàn toàn các khuynh hướng kleptomaniac của cô ấy, cho phép cô ấy một cuộc sống bình thường hoặc bình thường nhất có thể với một người vô hình. Thậm chí có nhiều tin tốt hơn. Kể từ khi bị giam giữ và trải qua quá trình hồi phục, Claudia đã trở nên hòa đồng hơn rất nhiều. Cô thích tương tác với những người khác, đặc biệt là khi họ đối xử với cô ấy như thể cô ấy là một người bình thường. Và một số hành động của cô ấy thậm chí còn được mô tả là mang tính tán tỉnh. Cô ấy thích tương tác thể chất với mọi người và thường chơi những trò đùa đối với những người không nghi ngờ được gửi vào buồng của cô ấy, chẳng hạn như sắp xếp lại hoặc lấy các vật dụng để làm họ nhầm lẫn. Cô ấy cũng thể hiện sự thích thú khi tương tác với mọi người khi họ ngủ, thường xuyên chạm vào và vuốt ve họ. Nguyên nhân có thể là vì đây là một trong những cách duy nhất cô ấy có thể tiếp xúc với con người trước khi đến với tổ chức. Trong khi cô ấy mô tả điều này là cảm giác đúng, những người trải nghiệm nó từ phía bên kia mô tả nó là cảm giác khó chịu, như thể họ đã bị một con ma chạm vào. Đương nhiên, do cô là một kẻ đào tẩu thông minh, không thể nhìn thấy thông qua các phương tiện thông thường, các chuyên gia của tổ chức đã thực hiện tất cả các biện pháp ngăn chặn của cô ấy, vừa để giữ cô ấy lại ở đây và giữ cho cô ấy đủ thoải mái để cô ấy không muốn cố gắng thoát ra. Cô ấy được giữ trong một căn phòng rộng 5m x 5m ở địa điểm 17, được giám sát liên tục bằng camera hồng ngoại từ xa. Ngoài hệ thống phát hiện bằng camera hồng ngoại, Claudia cũng có thể nhìn thấy trong ánh sáng cực tím, mở rộng phương tiện của tổ chức để nhìn thấy cô ấy.
Phòng của cô có phòng tắm riêng với vòi sen và bồn tắm, được trang bị giường cỡ queen, một vài cái ghế lười, hai ghế bành, bàn làm việc và ghế xoay, một số tủ sách và tivi với đầu đĩa DVD. Các tủ sách chứa đầy những cuốn sách khác nhau, chủ yếu là tiểu thuyết phiêu lưu, lãng mạn, ma quái và sách nghệ thuật. Cô ấy được phép xem DVD của nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác nhau ra mắt trước khi cô ấy đến cơ sở SCP và có thể yêu cầu xem xét được cấp nội dung mới. Claudia được phép mặc bất kỳ bộ quần áo nào mà cô ấy thích, mặc dù cô ấy thường không thích mặc quần áo, để tận dụng khả năng tàng hình hoàn toàn của mình. Đôi khi cô ấy đội tóc giả và trang điểm cho thú vui của riêng mình. Phòng của cô ấy phải luôn khóa khi cô ấy ở trong đó và hai người bảo vệ được yêu cầu đến kiểm tra cửa xem có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào mỗi một giờ đồng hồ. Cửa chỉ được mở để cho phép nhân viên ra vào buồng quản thúc với mục đích nghiên cứu. Claudia thích trò chuyện với các nhân viên mang thức ăn cho cô, mặc dù các nhân viên cho biết không khuyến khích hình thành quan hệ quá gần gũi với Claudia, vì điều đó có thể cho phép cô thao túng họ để giúp cô trốn thoát hoặc giành được các đặc quyền. Trong những trường hợp hiếm hoi khi Claudia được phép ra khỏi phòng, cô ấy được yêu cầu phải đeo găng tay và bôi một lớp dầu nhờn lên mặt để giúp nhân viên nhận biết bàn tay và nét mặt của cô ấy. Nếu cô ấy cố gắng thực hiện hành động bạo lực hoặc trốn thoát, cô ấy phải bị bắt ngay lập tức và đưa trở lại phòng của mình. Trong trường hợp có chạy thoát, kính hồng ngoại sẽ được phát cho tất cả nhân viên và mọi hiện tượng kỳ lạ xung quanh khu vực 17 sẽ được báo cáo. Rất may, các nỗ lực trốn thoát là khá ít và mặc dù cô ấy hiện thuộc lớp Euclid đang chờ được điều trị thêm, phân loại của cô ấy có thể sẽ được chuyển sang lớp an toàn. Tất nhiên, tổ chức dự kiến các thông tin trốn thoát và nếu có một đợt trốn thoát nào đó gần đây, bạn sẽ không có cách nào biết được. Rất có thể, cô ấy có thể đang theo dõi bạn ngay bây giờ. Vì vậy, hãy ngủ thật kỹ và nếu bạn cảm thấy có ai đó vuốt tóc mình trong đêm, hãy nhớ kiểm tra các vật có giá trị của bạn vào buổi sáng. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-181, May mắn, một dị thường hình người khác với sức mạnh độc chất vô nhị. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký với bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.